nó choàng vào như thế này này, vừa nãy nó choàng như thế này này, xong là nhá, anh cu với này, anh đi anh mò nhá, lấy kéo cắt nó ra. Ui giời ơi, vậy à? Trước ngày 30 mà không thấy em ở đâu, bảo hay là hay mấy mẹ con nhà này đi đi hả? Mà hôm nay tận mùng 2 mới nhìn thấy trong bếp. Trời ơi, cái này nó treo vào như thế này, không ra được. Xong là người đây đất đi, yeah, đúng không? Đúng. Xong là anh cu thương tình cho miếng thịt gà to vật vã luôn, tưởng không ăn được, xé ra vậy mà còn bảo ăn nó cứ mách thôi. Ừ, nước chảy ra lòng lòng thế này. Đi đi chơi xong là chắc bị sa sẩy vào đông rồi, bị dính vào cái dây này này. Xong là nha, không về được, đúng không? Đúng không? Ngay đứt dây. Đứt đâu mà đứt, vừa về phải cắt bao nhiêu sợi kéo mới ra được này. Làm đứt mới chạy về được chứ. Cái này xong là cho ăn mà cứ mách thôi, không chịu ăn, ăn đi. Xong rồi bây giờ hỏi con đâu thì cứ kêu mèo mèo, nước mắt chảy ra ròng ròng này. Vừa đây, đấy nước mắt ra này, khổ thân chưa, đâu? Con đâu? Đẻ đâu? Đẻ đâu? Không biết à, chết rồi. Đây mày ăn đi. Thôi ăn đi, được rồi. Cứ mách thôi này. Đâu? Thôi ăn đi. Không chịu ăn mà cứ mách. Hay làm sao nữa rồi? Làm sao? Nó đang mách đây, nó đang mách Thảo. Ôi nó mách khổ thân thế. Xong là bị ngã xuống mương à, hay xuống ruộng? Mương, xuống mương. Xong là cái này nó bám vào người à? Vâng, ui giời ơi, khổ thân chưa? Đấy. Ai bỏ đi xa làm gì, ở nhà đây chít cá thì không ăn Tết như thế này. Ui giời, khổ thân 3 ngày liền không về. Bây giờ cứ về mách không ăn nổi nữa rồi, nước mắt đầm đìa này. Ôi giời ơi, khổ thân chưa? Nó đầm đìa ra. Đừng ơi, thì đầy đất, không ăn được, cứ khóc thôi. Những thịt tạo ướt mà không ăn được. Biết rồi, khổ thân. Đây thôi, ăn miếng đi đã. Cứ mách thôi. Đây ăn đi. Không ăn nữa. Thôi ăn đi. Ăn đi mà. Biết thương rồi, úi dồi cái chân tự nhiên. Ui giời ơi, cái chân này là bị thắt vào đây. Này, sưng vú này này. Kinh chưa? Này. Này, khổ thân chưa? Toàn đất là đất này. Ê ôi bây giờ ơi. Bây giờ nó cứ ăn vạ với gì Thảo, cứ mách gì Thảo đều đi vậy đấy. Ôi. Cậu nhiều cái chân này này này. Ui giời ơi, đau lắm à. Đau lắm. Bà tìm mãi chẳng thấy đâu. Ăn đi. Không chịu ăn, mách rồi. Biết rồi, cứ hại rồi. Giờ chảy nhãn nôi ra tắm. Hay đi tắm đi. Không, bẩn đâu. Ngày này nôi ra tắm mà xin ngất. Ừ này, nước mắt này. Ừ, nước mắt giàn ruộn này. Sao khóc mấy hôm nay không ra tiếng thì sao mà không ai nghe? Mày phải khóc to thì người ta mới nghe chứ. Bắn pháo hoa không nghe thấy gì đúng không? Trời ơi, khổ. Bây giờ cứ ăn vạ vậy đấy. Đây. Đây. Bắt kẹp vào cái đống này. Đây, cái chân đây nó sưng vút lên này này. Mất móng luôn. Ôi giời ơi, không thấy móng chân đâu nữa. Chết rồi. Mày thì bắt chuột làm sao? Và mẹ bụng bự giờ bé xẹp rồi. Hay đẻ con đâu rồi? Hay con đâu rồi? Đâu? Hả? Con đâu? Khóc giàn giụa ra thôi. Đâu? Mày đây thế nào? Mày đâu? Mày đâu vậy? Hả? Làm sao mà nước mắt nước mà hủ cứ khóc kinh vậy? Khổ thân quá cừ. Ôi ngoan rồi, về nhà rồi, nó mừng rồi. Mai đừng đi xa đấy nhá. Ở nhà bắt chuột đây là được rồi. Không phải đi xa làm gì nữa chưa? Vâng, ngoan. Bắt chuột nhà mình thôi, không việc gì phải đi xa, được chưa? Hay là đi theo với cái thằng trắng đây. Hôm nào cũng thấy có một cái thằng trắng y chang như này nhưng mà trắng tinh. Đúng mà mặt lơ đi kìa. Hay là đi theo tình yêu đây. Nghi lắm. Không á. Bầu bí này còn tình yêu gì nữa đúng không? Không. Thấy không? Cạnh mặt cái thằng trắng ấy đó nhá. Chắc thằng trắng ấy nó dẫn đi rồi. Từ hôm qua hôm nay không thấy thằng trắng ấy đâu. Yêu đương nó nắm vào.
này, xong là dẫn đi đây, bờ bụi này đây, này, này, đúng rồi còn gì nữa, con cãi, sao này, còn cãi nữa này, yêu đương con nó nắm vào, này, chân này này, ui ơi, ơi mua ma nó lên, bẩn quá, sừng vuốt nó lên này, con cãi à, có sơ sẩy chân, đúng là yêu đương rồi, đúng không? Xinh cho nó nóng vào, đẹp cho nó nóng vào rồi mà đi theo tính gọi tình yêu mà như này đây. Nòm này, nòm các bà xem này. Khổ thần chưa? Thôi, thôi Tết về là mừng rồi, đây. Đâu đưa mặt ra đây? Đâu đưa mặt cho bác Thuận xem nào. Đưa cái mặt đây. Ôi trời ơi, cái bụng to nữa này. Đấy, thôi đi ngủ nhá. Không ăn à? Không ăn miếng nào luôn à? Không ăn thì đi ngủ đi. Ngủ ra sung sướng, ừ, tôi ngủ ra sung sướng ạ. Mấy ngày không ngủ đúng không? Ừ, được rồi, đúng không? Ừ, cái chân của thân trường. Hết móng tay, run bẩn bật nữa cơ. Hứng rận gì Thảo thì gớm thật đấy. Nãy gì Thảo mà gỡ mãi mới ra được cái đống đó à? Nó sợ quá, nó vẫn còn run kìa. Nó run bẩy bẩy luôn ạ. Biết rồi, biết đau rồi. Thì Thảo đang nựng đây. Cô cho mình sưng to thế mà ngoài. Hiên kìa kìa. Chắc phải mua thuốc về băng bó không? Có bị xây xước đâu mà băng bó. Nó chỉ là bị quấn vào quấn lâu ngày là bị mềm thôi. Nhiều khi nhá, nó bị tắc máu xong là nó bị liệt cái chi nó luôn đó. Liệt chi mà về được. Đi từ vừa nãy giờ muốn chân đoạn nhé. Trời ơi, bác sĩ này bắt nhầm bệnh rồi. Đi từ vừa nãy nựng như thế là còn bảo từ liệt tứ chi à. Ừ, chỉ mất cái móng chân này. Đây là cái người này là bị cuốn vào cái dây này xong là gọi là nói chung là mình đã cố gắng trốn thoát rất là dã man đây, nào cái móng chân này. Úi dồi ôi, bị xước cả lan luôn. Dãy quá để xước ra. Xước ra xong là tím ngon thắt vào. May mà còn về được ấy, đúng không? Đây chân này còn đỡ. Đây đoán là chắc là bị dính vào cái chân này. Xong là vừa nãy xính hết cả người luôn, cả cổ luôn. Ôi sao là giống bị bói thế, giống bị bẫy thế. Đấy, mừng quá. Rồi, con mẹ kia vào đây cho đủ bộ này. Đâu, về đây hỏi thăm em này. Đi vào đây. Đi về đây hỏi thăm em. Về đây cho hỏi thăm em này. Nếu nó nghe thấy thì chị nó xí sớm nó bò dậy đó. Ui, gọi thế mà nó khả phá. Người kia ăn no nê thì người kia gọi vào, người kia khả phát kìa. Rồi, chào ông bà cô chú đi. Rồi, chào. Ngoan nha. Chào. Đâu đưa đây, đưa mặt đây. Đâu, đưa cái mặt nó ra nè. Ôi, đang khóc. Ông bà cô chú nhá. Đang khóc giỏi đấy.